Tổ sư Ấn Quang khai thị về danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát và Thần Chú Đại Bi. Tập 3. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao. Sưu tập Tỳ Kheo Thích Giác Nhàn. 2 La Mã. Tổ sư Ấn Quang khuyên niệm kèm thêm danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Khai thị số 25. Niệm Quán Âm cầu sanh Tây Phương cũng được vãng sanh Tây Phương, nhưng chớ nên bảo cần gì phải niệm A Di Đà Phật. Bởi lẽ Quán Âm chính là vị phù tá đức A Di Đà Phật. Phật A Di Đà là chủ, Quán Âm là khách. Phật A Di Đà như quốc vương, Quán Âm như chủng tể, tức là người đứng đầu các quan. Khéo hiểu ý nghĩa, ắt chẳng chớ ngại gì. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, lá thư số 326, thư trả lời cư sĩ Đinh Phổ Tịnh. Khai thị số 26. Từ lão thái, do uống nước pha cho hư được gia trì bằng chú đại bi mà căn bệnh nguy hiểm được bất hẳn. Đấy cũng là do lòng thành của gia quyến cảm nên. Hà Đức Mục thích nói chuyện thơ ca, chẳng chú trọng niệm Phật, là do bị nghiệp lực mê hoặc nên chẳng biết phân biệt điều khinh lễ trọng. Ví như trẻ thơ cho nó đồng tiền thì ưa thích, cho bảo cho money bèn chẳng nhận. Đem tiền dụ kẻ ăn mày, hắn chịu niệm Phật là cũng đã gieo thiện căn không chi lớn bằng. Năm Quang Tự 18 1892, Quang sống tại chùa Viên Quảng ở ngoài cửa phủ thành của thành phố Bắc Kinh. Một hôm, cùng một vị tăng từ phía ngoài cửa thành Tây Trực đi về chùa Viên Quảng. Một đứa ăn mày 15-16 tuổi, chẳng thấy có vẻ đói khát đi theo xin tiền. Quan bảo nó, niệm Phật một câu, ta sẽ cho con một đồng. Nó không niệm. Quan nói, niệm Phật 10 câu, ta sẽ cho con 10 đồng. Vẫn chẳng niệm. Quan lôi túi đựng tiền ra cho nó thấy, ước chừng hơn 400 đồng. Bảo nó, con niệm Phật một câu, ta sẽ cho con một đồng. Con tận lực niệm, ta sẽ cho đến khi hết túi tiền này mới thôi. Nó vẫn không niệm, khóc ầm lên. Do vậy bèn quăng nó một đồng tiền rồi bỏ đi. Đứa ăn mày ấy quá thiếu thiện căn, đem tiền dụ cũng không chịu niệm. Nếu trẻ ăn mày phát thiện tâm mà niệm, sẽ được lợi ích lớn lao. Dẫu là bị dụ tiền mà niệm Phật, cũng gieo được thiện căn lớn lao. Trước kia, quan chẳng trì chú Đại Bi. Năm Dân Quốc 21-1932, quan bế quan tại chùa Bảo Quốc. Mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa, bệnh tình nguy cấp. Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vội đến điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Bảo Quốc xin quan tụng cho một chén nước đại bi. Quan liền niệm ba biến, bảo cầm về uống vào. Bà cụ liền tính lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đến điện nói bệnh đã không còn nguy ngập nữa. Hằng Tôn bèn không về. Có một đứa bé 9 tuổi
khi sinh ra chưa đầy 2 tháng, khắp mình sinh đầy muôn lợi nhỏ. Xuân đến càng thêm đau đớn, trải nhiều năm vẫn không hết, uống thuốc cũng vô hiệu. Do vậy bèn xin nước đại bi, uống vào liền lành. Vì thế, thường có người đến xin, hằng ngày nói chung với niệm mấy biến. Về sau, người đến xin càng nhiều, liền dùng một đồ đựng lớn. Năm trước tị nạn đến Linh Nham, thầy đương gia nói vẫn cần phải trì chú đại bi vào nước. Quan nói hiện thời không mua được bình mà cũng không có tiền mua bình, hãy nên dùng gạo để thay. Trì chú đại bi vào cho hương thì trước kia ở Bảo Quốc đã từng làm rồi, bởi lẽ đường xa chẳng thể gửi nước đi được, còn cho thì mọi lẽ đều không trở ngại gì. Nếu ở ngay địa phương này thì không dùng cho. Ông Tần Hiệu Lỗ ở Vô Tích bị 3 thứ bệnh, chữa không lành, vừa uống vừa bôi nước đại bi liền được lành, bèn quy y. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 430. Thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, lá thư số 8. Khai thị số 27. Nhận được thư hôm rằm, biết bệnh của Từ Lão Thái đã đỡ rất nhiều. Phàm người lâm chung, thần thức hỗn loạn, nếu uống nước đại bi hoặc nước pha từ cho hương đại bi, hay nước nấu từ gạo đại bi, thần thức đều có thể sáng suốt. Nếu lại có người chơi niệm thì chắc chắn sẽ niệm Phật qua đời. 1-2 năm qua đã có 3 người được như thế. Hôm 17 tôi đã gửi cho bà một bao cho hương, kể cả bao bì và toa thuốc nặng 4 lạng, chia làm 8 bức thư gửi đi, chắc đã nhận được rồi. Chuyện niệm Phật ước về mặt được lợi ích ngay trong đời này thì cần phải chí thành khẩn thiết thường niệm. Nếu chỉ để dơ thiện căn, dẫu đùa bẩn niệm một câu cũng nhất định sẽ trong đời sau nhờ vào thiện căn ấy phát khởi mà tu trì. Vì thế, cổ nhân dựng nhiều tháp miếu to lớn là vì muốn cho hết thảy mọi người trông thấy đều gieo thiện căn. Một cốc Phật hiệu này đã gieo vào trong 8 thất điền sẽ vĩnh cửu chẳng diệt. Lúc Đức Phật tại thế, một cụ già muốn xuất gia đầu Phật, 500 vị thanh chúng quán sát. Thấy từ 8 vạn kiếp đến nay, ông cụ tròn chẳng có một mảy may thiện căn nào, bèn cự tuyệt chẳng thâu nhận. Ông cụ liền cầu khóc ở phía ngoài kỳ viên. Phật cho gọi vào, thuyết pháp cho ông cụ, cụ liền chứng đạo quả. 500 vị thanh chúng đều chẳng hiểu được nguyên nhân, hỏi Phật, Phật dạy. Người này trong vô lượng kiếp trước do bị hổ đuổi phải trèo lên cây, niệm một câu Nam Mô Phật, gặp ta bèn đắc đạo. Đạo nhãn của hàng thanh văn các ông chẳng thể thấy được. Do vậy biết rằng chịu niệm Phật cố nhiên là tốt. Nếu người ta không chịu niệm, hãy bảo người ấy chịu nghe niệm Phật hiệu cũng như được thiện căn, nghe lâu ngày cũng có công đức lớn lao. Gần đây ở Vô Tích, người niệm Phật rất đông. Có một người biết nấu món chay, hãy mở Phật thất đều gọi người ấy đến nấu. Người ấy hằng ngày nghe tiếng niệm Phật. Về sau đứa con ông ta sắp chết,
liền nói: con sắp chết nhưng chẳng thể đến được chỗ tốt lành, cha hãy cho con Phật của cha, con sẽ đến được chỗ tốt lành. Người cha nói: cha chẳng niệm Phật làm sao có Phật được. Đứa con nói: Phật của cha nhiều lắm, chỉ cần cha nói một tiếng con sẽ chết an lành. Người cha nói: vậy thì tùy con, muốn bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu. Đứa con liền chết. Ông ta tự nhủ: mình chẳng hề niệm Phật sao lại có Phật. Người hiểu biết bảo: lúc ông nấu cỗ chay ở trong căn nhà gần chỗ niệm Phật, hàng ngày thường nghe mọi người niệm Phật, cho nên cũng có công đức lớn. Đấy là kẻ vô tâm nghe, chứ nếu lưu tâm nghe thì công đức càng lớn hơn. Niệm kinh thì không có câu văn được lặp lại, chẳng thể nghe từng câu rõ ràng minh bạch được. Dẫu lưu tâm lắng nghe cũng có thể nghe cho rõ ràng, huống là kẻ vô tâm ư? Đủ biết công đức niệm Phật thù thắng. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, lá thư số 431, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, lá thư số 9. Khai thị số 28. Nói đến bệnh lạ thì ấy chính là oán nghiệp đời trước. Oan là oán khuất, còn oán là thù. Bệnh do oán nghiệp thì đừng nói thầy thuốc trong cõi đời chẳng thể chữa trị được, dấu thần tiên cũng không cách nào cứu vớt được. Nếu ông có thể sanh lòng hổ thẹn lớn lao, sửa lỗi trước, từ nay hãy tu tập, dùng tâm chí thành khẩn thiết để xưng niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì trước hết những oán nghiệp trong đời trước ấy sẽ do Phật hiệu mà mau chóng tránh xa. Kế đến họ được nương vào Phật lực thoát khổ siêu sanh, chắc chắn chẳng đến nỗi oan khiên vẫn ràng buộc ý như cũ. Nhưng nếu tâm chẳng chí thành và sanh lòng sửa lỗi cũ, từ nay tu tập đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành, thì tâm của chính mình sẽ gần gũi với tâm của quỷ, trái nghịch với tâm của Phật. Dẫu niệm Phật đôi chút vẫn có thể cảm ứng được, ấy là vì tâm chính mình chẳng thành chẳng chánh, chứ không phải là do Phật không linh không hiệu nghiệm. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, lá thư số 563, thư trả lời cư sĩ Ít. Khai thị số 29. Người đời bệnh khổ phần nhiều do sát nghiệp trong đời trước cảm vời. Bất luận là bệnh gì, nếu có thể khẩn thiết chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật và thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tiêu trừ tốt nghiệp, tăng trưởng thiện căn, bệnh sẽ tự lành. Dẫu đã hết tuổi thọ thì chết đi sẽ sánh trong đường lành, chẳng đến nỗi đọa lạc. Nếu biết pháp môn tịnh độ có chân tín nguyện thì còn có thể vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Nhưng người đời chẳng biết lý sâu, hãy nên dùng những chuyện thật để bảo ban trước. Còn ông Phùng Văn Niên ở Cửu Thừa Phương thuộc huyện Trấn Hải, tên là Tứ Trọng, vào năm trước tròn 19 tuổi bị ung nhọt trong ruột,
thầy Lãng Trung Y không trị được. Bác sĩ Tây Y nói, nếu không mổ sẽ chẳng trị được. Cha mẹ anh ta không chịu, liền chẳng trị. Bà mẹ là người thông văn lý, do đọc Ấn Quang Văn Sao, liền ăn chay niệm Phật. Cả nhà lớn nhỏ, kể cả đại tớ đều thường ăn chay. Chỉ có Văn Niên là vẫn chưa hoàn toàn ăn chay, nhưng đã giảm bớt ăn mặn rất nhiều. Bà mẹ cùng một ông già, bà này cực hiền, sống trong nhà họ Phương đã mấy chục năm. Con bà cũng khá giả, có đứa cháu mời về nhà sống. Bà bảo muốn cùng với bà chủ tu hành, chẳng chịu chứ về. Bà chủ cũng chẳng có bà này như ú già, mà xem như bạn bè. Liều mạng niệm Phật, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát và niệm Kinh Kim Cang. Ba ngày sau, khối u trong ruột tử chồng tự vỡ, máu mủ theo đại tiện thoát hết ra ngoài. Năm ngày sau, hoàn toàn lành mạnh. Chí thành niệm Phật, tụng kinh, tiêu trừ túc nghiệp, có chuyện như vậy đó. Người đời chỉ biết tạo nghiệp, chẳng biết cách tiêu nghiệp, đáng thương quá. Thêm nữa, ông Từ Uy Như quê ở Hải Diêm, do dụng công học rộng nên trong người bị hao tổn, bị bệnh thoát gian đã 2 năm mấy. Thường sau khi đại tiện phải nằm một khắc, đợi cho nó tự rút lên thì mới dám cử động. Tháng giêng năm Dân Quốc thứ 8 1919, sau khi đại tiện có chuyện cần thiết chẳng thể trì hoãn được, liền ngồi xe ra khỏi cửa. Do bị ma sát, đoạn ruột ấy vĩnh viễn không rút lên được nữa. Suốt 7 ngày đêm đau đớn như kim đâm, không một cách nào tạm ngừng. Suốt 7 ngày đêm không chợp mắt được. Ông ta trước kia tuy niệm Phật nhưng vẫn chẳng dám nhẹ, bèn phát Đại Bồ Đề Tâm, nói: bệnh này khổ cùng cực, còn xin chịu nhiều hơn, để nguyện cho tất cả mọi người trong thế gian đừng mắc phải bệnh này. Rồi bèn chí thành niệm Phật. Không lâu sau ngủ thiếp đi, tỉnh dậy bệnh đã lành. Từ đấy bệnh hết tận gốc. Ông ta gửi thư báo tin, quan bảo bệnh ấy vốn do túc nghiệp, do các hạ dùng tâm Đại Bồ Đề để tiêu trừ túc nghiệp đó nên bệnh liền dứt tận gốc. Chú thích: thoát gian tức bệnh lòi giom, là chứng bệnh do các cơ vòng quanh hậu môn bị suy yếu, khiến phần cuối của ruột già, nhất là đoạn ruột gọi là trực tràng, bị thòng xuống hậu môn lòi ra ngoài. Nếu biểu huynh của ông biết nghe này thì chẳng nhận bệnh chỉ được lành mà bệnh sinh tử cũng được lành. Nếu không sẽ sống yên trong nhà hưởng phước, sống say chết mộng, chẳng bằng ông ngồi tù lại được đại lợi ích. Cảnh không có tự tánh, tổn hại hay lợi ích do con người. Ông tin được lời tôi nói thì lợi ích sẽ khó thể tuyên nói được. Hòa phước trong thế gian dự dẫm lẫn nhau, chỉ do có người có khéo dụng tâm hay không mà thôi. Ông do bị tù mà được nghe Phật Pháp đã chính là may mắn lớn lao trong khi bất hạnh. Hãy nên coi đấy là cơ hội được hướng dẫn tốt lành thì tâm càng được thanh tịnh.
ông vẫn chưa thấu hiểu những điều Kinh Kim Cang đã dạy. Kinh dạy thiền nam tử, thiền nữ nhân thọ trì kinh này, đây chính là sự lành trong hiện tại. Bị người khác khinh rẻ là vì tội nghiệp trong đời trước của người ấy đáng lẽ phải đọa trong ác đạo, nhưng do đời này bị người đời khinh rẻ, nghiệp chuyển theo thiện cũng thuộc trong đời hiện tại, nên những tội nghiệp trong đời trước liền bị tiêu diệt, xẻ đắc vô thường, chánh đẳng chánh giác. Đây là chuyện trong vị lai, nghĩa là do đây mà được. Đừng tưởng là ngay trong hiện tại thế liền được như thế. Thiện nam tử thọ trì kinh này, đây chính là điều lành trong đời này. Bị người khác khinh rẻ là do nghiệp trong đời trước, nhưng do bị người khác khinh rẻ mà tiêu diệt được những ác nghiệp trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lại còn sẽ đắc Phật quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Ấy chính là dùng thiện nghiệp để chuyển ác nghiệp, khiến cho quả báo trong đời sau biến thành quả báo trong đời này, báo nặng chuyển thành báo nhẹ. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 573, thư trả lời cư sĩ Chương Đạo Sanh, lá thư số 1. Khai thị số 30. Vợ ông chẳng chịu ăn chay niệm Phật, hãy thử hỏi bà ta, bà có muốn thường bị bọn người xứ đánh chửi làm nhục hay không? Ắt bà ta sẽ chẳng nói là thường muốn. Ở Vô Tích, bọn người xứ giết huyện trưởng, vây thành 3 ngày, lùng bắt những kẻ chống đối, khiến cho cả nhà đều phải bỏ trốn. Bọn chúng bắt được món đồ gì tốt đẹp liền tịch thâu, chẳng ai dám ho hé. Trong nhà ông Viên Lợi Đình có rất nhiều người niệm Phật, lính sứ chặn tới nhà ấy, có nhà bị chúng lùng sục mấy lượt, những món đồ tốt đẹp đều bị cướp đi hết. Lúc Tô Châu thất thủ, bọn lính sứ dẫn dắt phụ nữ thảm chẳng nỡ nghe. Một nữ đệ tử vì mẹ chết, quan tài còn đang hoàng tại nhà, chẳng nỡ bỏ trốn, bèn đóng cửa niệm Phật. Lính sứ phá cửa, thấy cô ta đang niệm Phật nên không làm nhục, chúng chỉ vào cái rương bắt đổ ngược hết ra, nhưng chẳng lấy một món nào bỏ đi. Nếu cô ta không niệm Phật thì bà già 60-70 tuổi vẫn bị ô nhục, huống hồ thiếu phụ ấy mới 30 mấy tuổi ư. Nơi cửa thành bọn chúng kiểm soát rất ngặt, thoạt đầu do binh lính lục soát, về sau mới sai phụ nữ lục soát. Nữ nhân cũng bị sờ nắng khắp mình. Những người cầm chuỗi niệm Phật đa số không bị xét gắt gao như vậy, cũng có người chẳng bị xét cho đi luôn. Niệm Phật chính là diệu pháp cứu nạn cứu mạng trong đời loạn. Người xứ tin Phật đối với nam nữ cầm soi chuỗi đều không ngược đãi quá đáng, sẽ khiến cho hết thảy mọi người đều niệm Phật. Phàm những ai đi ra ngoài đều cầm chuỗi niệm Phật, dẫu là kẻ chủ muốn bắt làm phu phục dịch cũng sẽ thả cho đi. Một đệ tử ở Vũ Hồ tên là Ngô Thương Châu, làm sĩ quan,
Năm Dân Quốc 24, 1935, ông ta tham chiến tại Tuy Viện, bị lính sứ bắt được, lột quần áo khám xét, thấy ông ta cổ đeo chuỗi niệm Phật, liền tỏ vẻ kính trọng, không xét nữa, dẫn đến gặp viên tư lệnh. Viên tư lệnh do thấy ông ta vốn làm giáo viên ở trường ít, nói ông cũng đến đây rồi. Ông Ngô nói: tôi đến đây để ngắm phong cảnh. Viên tư lệnh liền ra lệnh thả cho ông ta đi. Nếu chẳng đeo chuỗi niệm Phật ấy, chắc tính mạng đã mất trong tay bọn lính rồi. Có còn gặp được viên tư lệnh hay chăng? Đây chính là vô thượng diệu pháp để gặp giữ hoa lành trong hiện tại. Vợ ông không chịu niệm, lỡ xảy ra những chuyện như khám xét vân vân thì sẽ xử sự như thế nào? Đây là mối họa do con người gây ra. Nếu gặp phải oán gia đối đầu trong đời trước mà nếu không niệm Phật, sẽ đành bỏ mặc cho nó làm gì thì làm, có cách nào để trốn tránh được đâu. Dưới triều Tống, Trần Xí lợi giết người. Một hôm thấy kẻ ấy đi tới, biết là hắn đến đòi mạng, vội vã niệm Nam Mô A Di Đà Phật, oán quỷ liền đứng sững không tiến lên được. Càng niệm gấp gáp, oán quỷ liền bỏ đi. Trần Xí liền sốt sắng niệm Phật, lại sống được mấy chục năm rồi mới vãng sanh Tây Phương. Vãng sanh rồi còn chưa về, nhập vào thân đứa cháu nội gái nói chuyện ông ta đã vãng sanh. Người nhà nói: lúc cụ còn sống chưa kịp vẽ hình tượng, nếu cụ chịu hiện thân sẽ vẽ hình tượng để thờ. Liền hiện hình thân hình của người cõi Tây Phương. Năm Dân Quốc 19, 1930, một thanh niên 24 tuổi ở Tô Châu tên là Quách Chứng Thanh, nhà ở đường cạnh đất Tô Châu, mở tiệm bán giấy học pháp, thay một người già trong gia đình đến chùa Bảo Quốc quy y. Quan bảo anh ta hiện thời đang nhầm tình thế hoạn nạn, hãy thường niệm Phật và niệm thánh hiệu Quán Âm. Chàng trai 24 tuổi béo phục phịch ấy liền chịu nghe theo. Tháng chạp năm sau sang Thượng Hải, chiến sự nổ ra, chẳng thể trở về đất Tô được. Đến Tết vẫn còn đánh nhau, chẳng biết tới bao giờ mới kết thúc. Đường xe lửa đã bị cắt đứt, liền ngồi tàu thủy nhỏ vòng qua ngã Gia Hưng trở về Tô Châu. Tàu thủy tới lui đều bị cường đạo cướp bóc. Anh ta bèn thường niệm thánh hiệu Quán Âm, nhưng chỉ niệm thầm chứ không niệm ra tiếng. Ban đêm cường đạo đến cướp, anh ta đang ở dưới cabin. Trong cabin có rất nhiều người nghèo. Bọn cướp lục soát trên bông xong xuôi liền xuống hầm tàu. Tiền bạc của những kẻ nghèo cùng đều bị tước sạch. Anh ta người béo phục phịch lại mặc một cái áo da, nhưng bọn cướp chọn chẳng thèm hỏi tới. Cả tàu đều bị cướp sạch, chỉ mình anh ta là không buồn hỏi tới. Ấy chính là do Phật Quan Gia bị, nên lũ cường đạo chẳng thấy anh ta. Một nữ nhân ở Hồ Nam sanh nở, oán quỷ dựa vào thân, phát cuồng cười ngặt nghẹo, cắn đứt thịt chính thấy mình mấy chỗ mà miệng vẫn cười. Cha mẹ chồng thấy vậy không biết làm cách nào,
bèn lớn tiếng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cô ta liền như si ngốc, không cười nữa, sanh đứa con ra. Ấy là do chí thành niệm Quan Âm, oán quỷ bỏ đi. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 594. Thư trả lời cư sĩ Tịnh Thiện, lá thư số 4. Khai thị số 31. Hôm qua nhận được thư của Hội Phật Giáo ở Quý Địa gửi đến bằng đường hàng không. Biết đức Cam Túc bị hằng hắn, chẳng khác gì thiểm tay, khổn ngăn cảm thương. Quý hội cầu đảo đã tròn 21 ngày vẫn chưa đổ mưa. Ngụy Huệ Tư do thấy tăng chúng núi Linh Nhâm đều là hạng chân thật tu hành, liền gửi thư xin mở Phật thất cầu mưa. Nhưng tình trạng tai nạn quá dữ dội, chỉ đành tận tâm tận lực mà làm thôi. Chữ được mưa tròn khắp hay không thì chẳng thế nào lo toan trái nghịch được. Thư cũ Huệ Tư gửi tới bằng đường hàng không cũng nhận được vào buổi chiều. Tôi liền gửi thư cho Linh Nham. Trong hôm 16 thỉnh 20 vị tăng niệm thánh hiệu Quan Âm suốt 7 ngày để cầu các nơi bị hạn đều được mưa chút xuống. Theo lệ, để mời 20 vị thì phải tốn 200 đồng. Quan đã thay mặt quý hội bỏ tiền ra, chẳng cần phải gửi khoản tiền ấy đến nữa. Quý hội hãy nên thông cáo khắp nhân dân trong vùng cùng niệm tín hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chứ không cần phải làm nhiều nghi thức rườm rà. Chỉ đem công đức niệm Bồ Tát để hồi hướng cho các vị linh hiển thần thông trong chốn núi non được tăng trưởng oai phước, hồi hướng cho các cô hồn đều được vãng sanh Tây Phương, sau ra sẽ hữu ích hơn. Ngay như tế lễ thần thánh cũng đừng dùng đồ huyết nhục, chuyện gì cũng lấy thành kính làm gốc, chứ không phải là do nghi thức trịnh trọng cho đẹp mắt. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 624. Thư trả lời cư sĩ Quách Hang Nho. Khai thị số 32. Từng nhớ năm Dân Quốc 11, 1922, quan đến đất Thượng Hải, trụ tại chùa Thái Bình. Cư sĩ Dân Dịch Phiên do chiếc tàu thủy Đại Thăng bị hóa hoàng, muốn làm Phật sự để cầu siêu cho các nạn nhân. Quan khuyên ông ta nên mở niệm Phật thất, lại khuyên người chủ quản công ty ấy tham dự niệm Phật thất cho đến mạng thất. Ấy là vì niệm Phật có lễ thù thắng hơn công đức của những thứ Phật sự khác. Vì muốn cho những người bị chết cháy, chết đuối được hưởng lợi ích chân thật, cho nên khuyên chuyên nhất niệm Phật. Năm trước, vợ ông Giang mất, muốn làm Phật sự, gửi 100 đồng cây quan làm Phật sự. Do vậy, bèn mở một niệm Phật thất tại chùa Pháp Vũ, núi Phu Đà. Đêm viên mãn Phật thất khá có linh cảm. Đối với niệm Phật, ông Giang đã sẵn mong lòng hết sức thiết tha. Cái nhà bị ông ta cảm hóa, niệm Phật cũng rất thiết tha, chân thật. Do vậy, trong khi tăng ma, cả nhà đều niệm Phật. Chẳng phải chỉ có như vậy, do ông Giang khá có tiếng tăm nơi quê hương,
Ông cũng thường luôn khuyên người làng niệm Phật. Người trong một vùng đều bị ông ta cảm hóa. Phàm người làng đến Phúng Điếu, toàn tế phong, ông ta đều khước từ, bảo với họ: phàm ai đến điếu tang, hãy niệm Phật trong thời gian cháy hết một cây hương, sẽ tốt hơn là tế lễ nhiều lắm. Do vậy, dân làng chia ra mấy bang, mỗi ngày một bang đến niệm Phật, niệm tới mấy ngày mới hết. Do có nguyên nhân này, con của ông Giang tên là Hữu Bằng, vào đêm viên mãn Phật thất tại chùa Pháp Vũ, nằm mộng thấy nhận được nhiều lá thư, liền cầm một bức lên Phật đường trên lầu để xem. Ngọn đèn trong Phật đường sáng hơn ánh chớp. Bóc bức thư ra thì chính là một bức vẽ về cảnh tượng trong thế giới cực lạc. Pháp Vũ mở Phật thất có tất cả 16 vị tăng nhân. Trước hôm mở Phật thất một ngày, quan đối chức tăng chúng nói: quý vị niệm Phật phải thật thà khẩn thiết thì mình là người mới điều được lợi ích. Do vậy mỗi vị tăng sĩ đều nghiêm túc. Đấy cũng là một cái nhân tạo nên sự linh cảm. Tình hình đại lược về chương này đã được đăng tên tờ Lâm Sang của cư sĩ Lâm. Muốn biết những nét chánh yếu, có thể tìm đọc trong báo ấy. Năm ngoái, cha của cư sĩ Giang Dịch Viên mất. Ông ta cùng gửi tiền kệ quan mở Phật thất. Năm nay, bạn ông ta là Ngô Trường Vinh, có mẹ vừa mất, cùng gửi tiền cậy mở Phật thất. Thư ấy gửi đến Phô Đà, thì hôm mùng 3 tháng đó, quan sang Thượng Hải. Mùng 4 đến Nam Kinh, mùng 7 trở về đất Hổ, mới biết chuyện ấy. Liền bàn bạc với Hòa Thượng Chân Đạt chùa Thái Bình. Nhưng chùa Thái Bình đã nhận lời mở thất niệm Phật cho nhà ông Triệu Chúc Quân, chẳng thể cùng tiến hành được. Lại chuyển sang bàn bạc với cư sĩ Quan Biệt Tiều để lấy Phật giáo Tịnh Nghiệp xã làm đạo tràng. Quan cư sĩ chấp thuận. Do vậy hôm nay mở đạo tràng Phật thất tại đây. Cư sĩ Giang Dịch Viên bình sinh thích niệm Phật nhất, đề xướng pháp môn niệm Phật chẳng tiếc sức thừa, khá có linh cảm. Năm ngoái, vùng Vũ Nguyên bị hạn hán, Dịch Viên khuyên mọi người nhất tâm niệm Phật. Chẳng đầy mấy bữa trời mưa một trận lớn. Do vậy, lập ra Phật Quán Liên Xã. Người tham dự liên xã đông lắm, cũng lôi cái quan làm hội trưởng danh dự. Niệm Phật có đủ mọi chuyện linh cảm khác nhau. Những chuyện như cầu mưa, cầu tạnh và lành bệnh vân vân đều khá rõ rệt. Đồ biết niệm Phật lợi ích lớn nhất, đó chính là nhân duyên thứ nhất. Ngoài ra, năm ngoái cư sĩ Lý Văn Thư do người em dâu bệnh nặng đến chùa Thái Bình muốn làm Phật sự. Tôi khuyên ông ta mở niệm Phật thất. Bệnh của người em dâu đã được rất nhiều y sĩ chữa chạy nhưng chẳng lành. Vị thầy thuốc cuối cùng thương cô ta bị đau khổ khó thể chịu đựng, đã khuyên nên uống thuốc độc cho mau chết. Do vậy, Văn Thư lập cách cầu Phật gia bị, nên đến đây bàn bạc với quan. Quan bảo mở niệm Phật thất. Không lâu sau, quan trở về núi, cùng chẳng biết cô ta được
lỡ ra sao. Đến mùng 7 tháng 4 năm nay, quan sang cư sĩ Lâm thăm Pháp sư Đế Nhàn. Ông Lý Văn Thư cùng đến, cho biết năm ngoái vào hôm đầu tiên của niệm Phật thất, cô em dâu ông ta nằm mộng thấy cô ta đến Tam Thánh Đường cùng với tăng chúng niệm Phật. Niệm Phật rất lâu, rất thanh thản, thoải mái, bệnh liền nhẹ dần. Văn Thư bảo cô ta: "Tôi đã niệm Phật cho mợ ở chùa Thái Bình, chứ không phải là Tam Thánh Đường." Cô em dâu cãi: "Không phải chùa Thái Bình mà là Tam Thánh Đường." Sau này hỏi thăm mới biết chùa Thái Bình chính là hạ viện của Tam Thánh Đường núi Phô Đà. Đủ thấy người bị bệnh nếu biết niệm Phật vẫn được Phật lực gia bì, khiến cho bệnh được lành. Chuyện này là một chứng cớ rõ ràng vậy. Trong tháng 7 năm nay, chính ông Lý Văn Thư bị bệnh. Đang lúc bệnh nặng, thỉnh mấy vị cư sĩ niệm Phật. Về sau, do hôn mê bất tỉnh nhân sự bèn thôi. Cái đó, nghĩ tới chuyện năm ngoái, đã từng vì người em dâu mới niệm Phật thất, bèn sai người đến chùa Thái Bình hỏi tôi và Hòa Thượng Chân Đạt. Do hai người chúng tôi cùng chùa tại Phú Đà, ông Lý liền gửi thư xin chúng tôi sang Thượng Hải mở niệm Phật thất. Do nhằm tháng 7 đã qua khỏi kỳ dân hương tại Phú Đà, gặp đúng dịp thanh nhàn, chúng tôi liền mở Phật thất tại Tam Thánh Đường núi Phô Đà, chọn ngày 14 tháng 7 để khai đàn, ngày 20 viên mãn. Hôm 13, Quan liền gửi thư cho Văn Thư. Hôm 17, ông ta gửi thư trả lời cho biết bệnh đã khỏi được 89 phần. Hiện thời, Lý Văn Thư đã hoàn toàn lành bệnh, chỉ có điều sức lực vẫn chưa được bình phục hoàn toàn. Lý Văn Thư bệnh nặng như thế mà nhờ Phật thất gia bì liền được khỏi hẳn bệnh. Linh nghiệm như thế, đấy là một chứng cớ rõ rệt thứ hai vậy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư Pháp Ngự Khế Thị tại Tịnh Nghiệp Xã. Khai thị số 33. Hơn nữa, phương Nam người bị chứng sưng phù rất nhiều, dùng đu đũa tươi bọc vải buộc lên bắp đùi, bệnh thủng liền tiêu. Nếu không có loại tươi thì dùng đu đủ khô cắt miếng từ các tiệm thuốc để buộc cũng có hiệu quả lớn lao. Một cụ già dẫn người con gái 25 tuổi cùng đến quy y, nói đùi con gái bị phù thủng đã 7-8 năm rồi. Quan bảo niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để tiêu túc nghiệp, lại bảo mua đu đủ. Không có loại tươi thì dùng loại đu đủ khô cắt miếng để buộc. Chưa đầy 4-5 ngày đã hoàn toàn lành bệnh. Hơn nữa, cô gái ấy mắc bệnh này đã 7-8 năm, chắc cũng đã từng chữa trị, mà sao họ chẳng biết cách chữa tuyệt diệu này. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Chí Phạm, lá thư số 1. Khai thị số 34. Hỏi: Thế tục có chuyện niệm Phật đại để tiễn người chết, còn niệm Quan Âm nhằm giữ lại mạng sống. Vì thế
kẻ tu tịnh độ chưa tính rồng, và người chưa già khi lâm chung, phần nhiều do luyến tiếc cõi đời liên niệm Quán Âm. Người chờ niệm phần nhiều ngã theo ý này, hoặc thuận theo ý muốn của giáo quyến cũng niệm Quán Âm để chờ niệm, chứ không niệm Phật. Nếu lành bệnh thì cố nhiên không ấy nói gì, chữ nếu không đã gây chướng ngại cho sự linh cảm do sân danh, mà còn làm lơ làng cỡ duyên sinh tay. Con chẳng biết nếu gặp phải hạng căn tánh ấy phải nên dùng biện pháp ra sao thì mới viên thông. Có phải là trước hết niệm Quán Âm để giữ tánh mạng cho họ, rồi đến khi họ đã chết bèn chuyển sang niệm Phật để tiện đi hay chăng? Hoặc là từ đầu đến cuối chuyên niệm Quán Âm cũng có thể khiến cho người chưa hết tuổi thọ sẽ được lành, tuổi thọ đã hết sẽ sanh về Tây Phương ư? Đáp: con người bị bệnh nặng liền hãy nên có ý tưởng vãng sanh, nhất tâm niệm Phật. Nếu tuổi thọ chưa hết sẽ do niệm Phật mà được chống lành. A Di Đà Phật chính là vô lượng thọ, nghĩa là tiêu tai, kéo dài tuổi thọ. Còn như vì người khác chờ niệm, há nên vì họ niệm Quán Âm lại còn cầu thọ cho người ấy? Cứ niệm Phật chưa hết tuổi thọ cũng có thể kéo dài mạng sống, niệm Quán Âm thì không có tâm cầu được vãng sanh. Nếu tuổi thọ đã hết sẽ làm hỏng chuyện. Không phải là niệm Phật sẽ nhất định chết, niệm Quán Âm nhất định chẳng thể vãng sanh. Chỉ vì kẻ si không có tâm niệm cầu được vãng sanh, nên cũng chỉ tạo thành một thứ nghiệp cảm gây hỏng chuyện mà thôi. Vô lượng quang là tiêu tai, vô lượng thọ là duyên thọ, tức kéo dài tuổi thọ. Niệm A Di Đà Phật công sức đến cùng cực còn được thành Phật, há lẽ nào niệm Phật chẳng thể kéo dài tuổi thọ khiến cho chóng chết ư? Trong lời đáp bên cạnh hai chữ si nhân, sư gạch dưới ba vạch để nhắc nhở những người sẽ chết sau này, chứ đừng tự lầm. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên. Quyển 4, bốn nhỏ đáp lời hỏi của ông Trác Chí Lộc. Khai thị số 35. Hạ tuần tháng 2, nghe ngài từ Ổn Châu trở về, thân mắc bệnh ngặt, chân tay cử động khó khăn. Đương nhiên quan biết ngài bị tấm sâu nặng, muốn thể hiện ngõ hầu các đệ tử và hết thầy tư chúng phải sớm nỗ lực tu hành, đừng đợi đến lúc có ma bệnh vào thân sẽ chẳng giữ gì thoát khỏi. Dẫu trực tiếp dùng miệng nói còn e chẳng thân thiết, bèn hiện thân để nói. Có thể nói là đại từ bị sâu xa không chi hơn được nữa. Quan tự thẹn cạo pháp lưỡng tài điều khuyết, muốn bắt chước bày tỏ tấm lòng ngu thành nhưng không có sức, nên chỉ hỏi qua những người như Căn Kỳ, Căn Nhiên, Căn Vân, vân vân. Sau nghe Phật hỷ nói ngày bệnh đã lành, nhưng chân không thể đi nhiều được. Tôi cứ nghĩ rằng đi thì vẫn đi được, nhưng khó đi ra ngoài mà thôi. Hôm qua gặp mặt chủ trì Vạn Niên Tự là thầy Liễu Ngộ, hỏi thăm, thầy cho biết
ăn cơm, nói năng không khác gì người bình thường, chỉ có tay chân tròn chẳng thể cử động được. Muốn ăn uống tiêu tiểu, nhất nhất phải nhờ người khác châu toàn cho. Quan trọng nghĩ tình hình bệnh tật như thế làm sao hoằng pháp cho được. Rất có thể khiến cho kẻ hiểu biết nông cạn nói Phật pháp không linh. Bởi lẽ một vị đại pháp sư giảng kinh nổi danh mấy mươi năm trong thiên hạ, thân mắc bệnh ngặt, cầu thầy uống thuốc cũng chẳng thấy lành. Những gì ông ta hay nói: ý giáo tu trì chuyển được định nghiệp, và thuốc A Di Đà chữa được vạn bệnh, đều là dối người. Nếu không dối người, vị pháp sư ấy hãy nên y giáo chuyển định nghiệp. Ông ta tôn sùng tịnh độ, sao không lấy danh hiệu Di Đà làm thuốc A Di Đà để uống đi? Lại lúc giảng giải phẩm phổ môn Quán Âm Viên Thông, không biết bao nhiêu là đạo lý. Nào là xưng danh cầu cứu, Bồ Tát liền đến. Nếu đã như vậy, sao không buông xuống thân tâm, dốc hết tánh mạng, chỉ tâm niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, để cầu thân tâm đều được an ổn và được đại giải thoát, đạt được chẩn viên thông. Quan nghĩ người đời đa phần nghĩ như thế. Nếu như ngài ngưỡng cầu đại sĩ rủ lòng từ, khiến cho quý thể được khôi phục, phước huệ cao rằng, thì những kẻ chi kiến nông cạn kia sẽ đoạn sạch hồ nghi, tăng trưởng chánh tính, đưa nhau ra khỏi đường tà, vào trong Phật đạo. Ngõ hầu lợi khắp mình người, không gì chẳng tròn vậy. Ấy quả thật là dùng lòng đại từ bi hiện thân thuyết pháp, lợi ích lớn lao thay. Theo cuốn Quán Âm Trì Nghiệm Ký của Châu Khắc Phục, có chép câu chuyện bệnh tật gần giống như bệnh của ngài. Nhân phẩm kẻ ấy kém xa ngài một trời một vực. Kẻ ấy còn được Bồ Tát gia bị, khiến cho tốt nghiệp nhanh chóng tiêu trừ, cố tật lành ngay. Huống chi ngài là người bậc nhất trong pháp môn chống hiện tại. Pháp đạo hưng suy tùy thuộc vào sự tồn vong của một thân ngài. Nếu có thể đem những gì ngài thường ngày giảng cho người khác về phẩm phổ môn và toàn bộ tinh thần viên thông của Quán Âm để xưng niệm hồng danh, thường chẳng lìa tâm ấy, sẽ được tiêu túc nghiệp, lại được an ổn, khiến những kẻ trước kia đã sanh lòng dèm bắn chi cười Phật pháp chẳng linh, điều nương theo quy y tín phụng, chỉ sợ bị tục hầu. Năm Tân Tỵ 1641, niên hiệu Sùng Chinh, nhà Minh, tại đầu huyện Phú Quang, có một người bà liệt từ Sơn Đông đến, dùng tay thay chân, ăn xin ở chợ, thường bị người ta chán ghét. Kẻ liệt tuy bình nhưng tính tình nóng nảy, bị chửi mắng liền bất bình. Nghe nói ở Am Đường Kiều có một vị tăng tu hành tên Thủy Cốc, bèn đến kể lời nói niềm khất thực gian nan. Thầy Thủy Cốc nói: nếu ông có thể phát tâm xuất gia, nương theo đại lực từ bi, thì có thể có người thí cho. Người liệt thuận theo, bèn xuống tóc thọ trai giới, dẫu ăn xin nhưng không ăn mặn, dẫu bị nhục mà vẫn yên lặng chịu đựng. Thầy Thủy Cốc lại dạy niệm danh hiệu Quán Thế Âm và trì chú chuẩn đề, thọ trì hơn 2 năm. Vào mùa thu năm Mậu Tý 1648,
chợt mộng thấy một bà lão kêu: "Người đứng lên, đứng lên." Người Liệt nói: "Tôi là người Liệt, sao đứng lên được?" Bà lão dùng tay chỉ vào hai chân, cảm thấy chân thẳng ra, không co quắp nữa. Sáng ra liền khỏi bệnh liệt, nghiễm nhiên thành một ông tăng hiên ngang lẫm liệt, lấy hiệu là Bán Nhai, liền có người cúng dường. Chuyện này trích từ sách Kỷ Cầu của ông Đường Nghi Chi. Quảng Âm đại sĩ chuyên lấy việc tầm thanh cứu khổ làm sự nghiệp. Từ xưa đến nay, người được cảm ứng liệt khô não nào chưa phải trăm ngàn vạn ức. Những gì được chép trong chuyện tích chỉ là đại lược thấy một hai kẻ trong ức vạn người mà thôi. Lẽ dĩ nhiên quan chẳng biết được ý ngài, cứ ước theo thiện kiến của mình mà luận, thì để thật sự được an lạc, chọn không khổ não, cũng nên cầu Bồ Tát cứu khổ, nêu gương cho đại chúng vậy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Chánh Biên quyển 1, lá thư số 57, thư hỏi thăm bệnh Pháp Sư Đế Nhàn. Khai thị số 36. Quảng Âm chính là quá khứ cổ Phật, làm bậc phụ tá Đức Di Đà. Niệm Quán Âm cầu sanh Tây Phương vẫn có thể được như nguyện, có gì là không được? So sánh những công đức niệm Quán Âm, Địa Tạng, Di Đà, vân vân, chính là nhằm khiến cho người ta phát tâm quyết định niệm Phật, chẳng có ý niệm đối với mà thôi. Nếu chấp chỉ cứng vào lời ấy, chẳng hiểu được ý, sẽ trở thành oan uổng cho Đức Phật. Hiện thời mọi người đều đang trong cảnh hoạn nạn, hãy nên nói với hết thảy mọi người, để giải trừ hoạn nạn chỉ có một cách là sửa lỗi hướng thiện, đôn đốc luân thường, chí thành khẩn thiết xưng niệm danh hiệu Quán Âm. Ấy là dược pháp độc nhất vô nhị. Bất luận các sự nguy hiểm như nước lửa, đau binh, vân vân, và bệnh tật do oán nghiệp, thuốc men chẳng thể trị được, nếu chịu tuân theo những điều vừa nói trên đây, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành, gặp nguy thành an, và oán nghiệp tiêu diệt, không uống thuốc mà lành bệnh. Nhìn vào thời cuộc hiện tại, nguy hiểm muôn phần. Nếu chiến sự xảy ra, cả nước không một chỗ nào yên vui cả. Dẫu là chỗ chưa bị chiến tranh lan đến, thì cái họa thổ phỉ so với chiến tranh còn khốc liệt hơn nữa. Hãy nên bảo hết thảy và trẻ trai gái đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngoại trừ cách này ra, không có cách tốt lành nào khác. Đối với tai nạn nhỏ thì sẽ gặp dữ hóa lành, dẫu cho mọi người đều cùng chết sạch, người niệm Phật sẽ nương theo Phật lực hoặc sanh về Tây Phương, hoặc sanh vào đường lành. Chớ nên nói đã không thể nào tránh khỏi cái chết thì niệm Phật vô ích. Chẳng biết con người được thọ sanh làm người đều do nhân duyên tội phước đã gây trong đời trước tạo thành cái gốc để quyết định sanh vào nhà vô quý hay bần tiện. Người niệm Phật có tín nguyện sẽ được vãng sanh, dẫu không có tín nguyện cũng chẳng đến nỗi đọa vào ác đạo. Hả có nên chẳng niệm để tự mình lầm người ư?
mọi chuyện phải khéo suy nghĩ, chớ nên mặc tình làm bừa. Nghĩ như hành vi bố thí thường là chuyện lành, nhưng đối với kẻ chẳng biết hổ thẹn lại biến thành chướng ngại. Cố nhiên hãy từ chối, không chấp nhận. Nếu kẻ như vậy đến xin chỉ cho một chút, hắn sẽ từ chẳng đến nữa, cũng chẳng đến nỗi nổi nóng phát cáu. Chỉ có cách mặc kệ hắn là hay nhất. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Quân Sao Tục Biên Quyển Thần trả lời thư cư sĩ niệm Phật. Khai thị số 37. Quan Thế Âm Bồ Tát trong kiếp xa xưa thành Phật đã lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh. Nhưng do tâm từ bi thiết tha, nên tuy an trụ trong cõi thường tịch quang, lại thủy tích trong ba cõi thật báo, phương tiện, động cơ. Thủy tích là thị hiện dưới một thân phận nào đó. Tuy thường hiện thân Phật, nhưng lại còn hiện đủ mọi thân Bồ Tát, thanh văn, duyên giác và thân trong sáu đường trời người lục đạo. Tuy thường hầu Di Đà, nhưng lại hiện sắc thân trong khắp mười phương vô tận pháp giới. Có thể nói là chí tạo lợi ích, không ai không ngưỡng mộ sùng kính. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Phổ Đà Sơn là chỗ Bồ Tát ứng tích, muốn cho chúng sanh có chỗ gửi tấm lòng thành, nên bèn thể hiện tại núi này. Nào phải Bồ Tát chỉ ở Phổ Đà, không ở nơi khác. Một phần trăng vạn vật dưới trời, vạn con sông đều hiện bóng. Dẫu nước nhỏ như một chước, một giọt, thấy đều hiện trọn vẹn bóng trăng. Nếu nước vừa đục vừa sao động, bóng trăng chẳng thể phân minh. Tâm chúng sanh như nước, nếu nhất tâm chuyên niệm Bồ Tát, thì liền ngay trong lúc niệm ấy, Bồ Tát bèn khiến cho người niệm danh hiệu Ngài được lợi ích hiển hiện hoặc thầm kinh. Nếu tâm không chí thành, không chuyên nhất, ắt khó được cứu hộ. Nghĩa này rất sâu, hãy xem bài tựa Thạch Ấn Bồ Đà Sơn Chí trong Ấn Quang Văn Sao sẽ tự biết. Ngài có tên là Quán Thế Âm, là vì lúc tu nhân, Bồ Tát do quán tinh nghe, liền chứng được viên thông. Lúc đắc quả, do quán sát âm thanh xưng danh của chúng sanh, để ban bố sự cứu hộ, nên có tên là Quán Thế Âm. Phổ Môn là đạo Bồ Tát lớn lao không ngần, tùy thuận khắp mọi căn tánh của chúng sanh, khiến cho ai nấy đều theo đường về nhà, chẳng lập riêng một môn. Như trong đời có ngàn căn bệnh, nên thuốc có vạn phẩm, chẳng chấp nhất định một pháp nào. Tùy theo có người mê chỗ nào và chỗ nào người ấy dễ ngộ, liền chỉ điểm cho. Như nơi sáu căn, sáu trần, sáu thức, bảy đại, mỗi mỗi đều có thể chứng viên thông. Do vậy, pháp gì, chuyện gì cũng đều là cửa để thoát sinh tử, thành chánh giác, nên gọi là Phổ Môn. Nếu Bồ Tát chỉ ở tại Nam Hải, thì chẳng đáng gọi là Phổ Vầy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Quân Sao Tăng Hoằng Chánh Biên Quyển 1 thư trả lời Lý Ẩn Tẩu. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 3.